nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam pha làm bàn bằng đầu duy nhất của Tiến Linh giúp đưa U23 Việt Nam vượt mặt U23 Malaysia để vào tới trận chung kết sau 120 phút căng thẳng. Lúc này, tấm huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà chỉ còn cách các chàng trai của chúng ta đúng một trận đấu duy nhất nữa. Tuy nhiên, thử thách sẽ tăng phần khó khăn khi đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là U23 Thái Lan. Xét trên thực tế, phong độ của cả hai đội ở thời điểm này đang khá tương đồng. Nếu các chàng trai của chúng ta vượt qua vòng bảng với 3 chiến thắng, một trận hòa thì voi chiến cũng có được 9 điểm và chỉ phải nhận thất bại trước Malaysia trong bối cảnh chỉ còn thi đấu với 10 người. Rõ ràng U23 Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên, các chàng trai của chúng ta chắn chắn sẽ được tiếp thêm động lực để vững bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương. U23 Thái Lan cũng giống với U23 Việt Nam, Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Pungking phải trải qua 120 phút nhọc nhằn mới có thể giành được chiến thắng tối thiểu 1, không trước U23 Indonesia. Đối mặt với một U23 Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào tại SEA Games năm nay, U23 Thái Lan chắc hẳn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trên con đường xuyên thủng manh lưới của phan toàn. Nhưng xét trên thực tế, tâm lý của voi chiến thường được đánh giá vững hơn đội bóng của chúng ta. Bởi từ xưa đến nay, khi nghe đến cái tên Thái Lan, nền bóng đá Việt vẫn còn cảm thấy lợn cợn. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ U23 Thái Lan khi trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, họ nhỉnh hơn với hai chiến thắng, một trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại. Dự đoán tỷ số, U23 Việt Nam thắng 2, không U23 Thái Lan. U23 Việt Nam tiếng bảo vệ thành công chức vô địch. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.